Thủ rất hay. Thủ rất hay. Vẫn còn. Bên này sung lên đi. Rồi, 2-0. Đảo vào trong set đấu thứ hai này cũng vậy. Cặp đôi phía gần màn hình lại áp đảo ngược lại. Điểm số đang là 13. Tỷ lưới rất chủ động từ Tùng Dương. Tỷ rất hay. Sân hơi loãng nên ra là mọi người không nghe thấy âm thanh của cầu, của vợt. Hay quá nhờ. Cầu ngoài sân. Vâng, trong tình huống như thế mà anh Hưng vẫn vít cầu xuống được. Hay nhờ. Cao rồi. Nhưng Nguyên Giang đã không kịp ép cầu trong tình huống đó. Vẫn còn. Dương cổ tay máy luôn. Rồi, Nguyên Giang đang như kiểu hổ chờ vô mồi vậy. Với trận đấu đôi nam vòng thứ 2 giải cầu lông Hà Nội mở rộng, phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, cặp đôi Giang Phú và đối thủ của họ cũng vậy, cặp đôi Hưng Dương. Hay quá, trận đấu bắt đầu. Rất hay. Còn không, vẫn còn. Ăn rồi. Cầu tốt. Rất nhiều các thành tích, tuy nhiên trong trận đấu này họ lại là đối thủ của nhau. Đập cầu tốt. 4-1. Họ ra lợi thế cho mình bằng việc họ đến sân rất sớm để khởi động. Họ đã đến sân đến trước nửa tiếng để khởi động, trong khi cặp đôi Dương với Hưng thì đến khi thi đấu rồi mới ra sân. 5-1 rồi. Đánh hỏng nhiều quá. Cầu ngang rất hay từ anh Phú. 6-1. Nếu Giang Phú giành chiến thắng trong set đấu này thì khả năng cao chung kết sẽ là Đồng Hải và Giang Phú. Đó là dự đoán của Hùng. Bắt cầu mơ luôn. Mai mới cắt được dây. Thủ cầu vẫn còn. Cầu không qua lưới. 83. Ô em, giải này giải gì vậy anh? Ok, đây là giải Hà Nội mở rộng nha anh ơi. Cầu tốt. Cầu rút ngắn 48. Cầu ngang. Cao. Cổ tay các vận động viên cực kỳ tốt. Vẫn còn. Hay quá nhờ. Wow. Bên cầu 8. Trong trận đấu này dường như vận động viên đó tình huống chia sẻ thôi. Hello bạn Chiến Nguyễn nha. Cơ hội tấn công. Vẫn thủ lên được. Và phòng thủ rất xuất sắc của tay vợt Nguyễn Giang. Đáng tiếc tình huống cầu với đã khiến Tùng Dương cầu hỏng. Anh Minh Phú giao cầu. Đôi nam sinh viên. Anh Phú người rất dài. Xoa lưới, bắt lưới rất tự tin. Lưới đó rất là nhiều lần. Văn Sườn rất tốt. Bùi Kiến như nét mà chắc do mạng của người xem yếu thôi. Em cảm ơn anh. Em bao giờ chả vô địch. Vô địch giải bình luận. Cả giải này đợt xưa thì có một số. Ok, chị Nguyễn Nhung đến bất chợt quá, thực ra em không biết cái giải này đâu. Sáng sớm Nguyễn Học nó gọi điện, nó bảo đang rửa mặt rồi mình phi ra sân. Cầu hay. Minh Phú và Nguyễn Giang đánh rất hợp ý nhau, rất chủ động tì lại. Dương cũng rất chủ động. Điểm số 18-8, khoảng cách tương đối lớn. Trận 6-8, đôi nam nữ 5-6-8. Gần như là cơ hội không còn. Cơ hội là không còn cho cặp đôi Dương Hưng trong set đấu thứ nhất này rồi. Cầu ngoài sân.
tì lưới không qua. Anh Phú đánh chặn lưới hay quá nhở. Nhưng trước tiên họ phải vượt qua Tùng Dương và anh Hưng đã. Chưa biết điều gì đâu. Dương và Hưng mà đánh vào tay thì một pha cầu rất chi. Thủ rất hay. Thủ rất hay. Vẫn còn. Bên này sung lên đi. Rồi, 2-0. Anh ra nên là anh mới biết giải này, nhưng mà vừa mới ra live stream thì nó đã thua mất đôi Đồng Hải mất rồi. Đập cầu tốt. Tùng Dương rất bình tĩnh. 4-0, đó là một tình huống. Các vận động viên đều có kỹ thuật rất toàn diện, cả công thủ lẫn chém cầu và tìm ngang. Ok, mong được thấy anh đánh giải thì đơn giản thế, thời gian tới anh sẽ đi đánh giải không live stream nữa. Anh đùa đấy. Thời gian tới thì anh đi đánh giải chuyện bình thường mà. Ngày xưa anh có đánh nhưng mà bây giờ không chơi nữa, tại vì đánh mãi có được giải đâu mà đi đánh làm gì nữa. Rất đáng tiếc. Xin mời tất cả cổ động viên và các anh em ở khu vực sân 5 thì sân 3. Rất hay. Trận đấu thứ hai này đã hay hơn trận đấu thứ nhất rồi. Ừ, công thủ đều rất toàn diện, chiến thắng trong pha cầu này sẽ thuộc về cặp đôi nào nào? Wow. Ok, chiến thắng cho Tùng Dương và anh. Lâu lắm rồi không thấy Trung vào sân tài chính đánh em ơi. Dạo này chơi đâu rồi? Thủ cầu rất hay từ anh Minh Phú. Thủ tay mọi người xem, cả bốn vận động viên họ thủ cực kỳ tốt luôn. Rồi, ra màn hình giành chiến thắng nhé mọi người. Cầu lỗi. Vẫn lên được. Dương phun thủ rồi. Hay quá, cầu trong sân. Cấp nhì tỉnh Thái Nguyên. Alo. Nhìn lối đánh thì rất đơn giản và không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng mà vào đánh thì mới biết được. Đó là một vận động viên đánh cầu rất lì và thông minh. Đấu cầu nào. Hay quá nhá. Ảo và trong set đấu thứ hai này cũng vậy. Cặp đôi phía gần màn hình lại áp đảo ngược lại. Điểm số đang là 13. Tỷ lưới rất chủ động từ Tùng Dương. Tỷ rất hay. Sân hơi loãng nên ra là mọi người không nghe thấy âm thanh của cầu, của vợt. Hay quá nhá. Cầu ngoài sân, cầu càng hay thì lại càng ít người xem đi là sao? Các vận động viên tì cầu rất khó chịu. Vẫn còn. Cầu ngoài sân, số 11-5. Tì cầu hay thế nhờ Dương ơi. Ăn rồi. Hết. 12-5. Phát cầu rất tốt từ Nguyễn Giang. Những pha bắt cầu. Giải thưởng thì em không nắm được anh Xuân Trường ạ. Về cái giải đấu này thực sự em còn không biết cơ. Cho đến phần ấy thôi. Khi xuống quay thôi. Nếu mà không may mà gửi hàng muộn cho mọi người 1-2 hôm thì rất là mong mọi người thông cảm nhá. Vẫn thủ được, cổ tay rất khỏe. Cầu ngang. Vẫn thủ được nhưng đó là một tình huống cầu ngoài. Mười mười bốn. Đánh lưới hay quá. Bọc lót cho nhau rất tốt. Thủ tay quá khỏe. Tiếc quá Dương ơi. 11-14. Rồi. Cuối cùng địch 12-15.
vẫn lên. Hay quá nhờ. Vâng, anh Minh Phú đã có một tình linh không em? Rồi, vẫn còn. Cầu ngoài sân. Hay quá nhờ, lắc lưới nhưng vẫn chưa thể ăn được. Phải nói là anh Hưng bình tĩnh thật, cả Tùng Dương nữa, với những tình huống tì lưới rất chủ động. Vâng, rất ngẫu hứng từ biên giang, xoay thêm quả nữa, không được rồi. Cơ hội tấn công. Tùng Dương xoay sở rất nhanh. Chân 72. Bom. 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 Vẫn còn. Còn không? Ăn rồi. Thì lưới rất hay từ Nguyên Giang, cơ hội giành điểm. Anh Phú đập xa tầm tay khó chịu đấy nhở. Vẫn còn. Cao rồi. 18-16. Rồi bọc lót rất hay. Nên chú ý những pha cầu ngang của Nguyễn Giang. Hay thế nhở. Dạ. Vẫn qua. Tưởng hỏng cơ. Cho Giang, đẩy Giang xuống dưới là hợp lý. Ăn rồi. Cầu trượt từ Nguyễn Giang, đưa ra dự đoán luôn là cặp bên nào giành chiến thắng. Không qua lưới. Xoay tay rất nhanh. Tùng Dương có vẻ quay tay rất tốt. Vẫn còn ve cầu. Hay quá. Không lên rồi, 18-20 rồi. Chân của Vũ Lôi xa màn hình. Ok, trận đấu thứ hai kết thúc. Điểm 21-18 cho cặp đôi Dương Hưng. Vậy là chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu thứ ba. Cao cầu. Minh Phú đỡ cầu. Chiến thắng sẽ cho cặp đôi nào? Phản cầu rất hay. Hay không, bên kia đang ép cầu rất gắt. Vẫn qua, cảm giác tốt quá nhờ. Thằng Dương nó thủ khó chịu. Rồi, một pha đập cầu rất. Dương Hưng đang dẫn trước 4-0. Thực sự khá khó tin. Cầu lắt léo thế nhờ. Dương nó đánh cầu khó chịu ghê. Đấu khu vực Hà Nội. Hello Vũ Thiết. Dương nó đặt cầu khó chịu nhờ. Cao rồi. Vẫn còn, bọc lót cho nhau rất tốt. Ngộ hứng quá nhờ. Dương phun thủ. Mỗi tội chân không thể chạy được. Dương cổ tay tốt lắm. 6. Vẫn trong sân. Ôi, vẫn xoay sở kịp. Đúng là Dương Thánh quay tay rồi. Số 82. Vẫn còn. Một pha thì cầu chìm rất hay của anh Minh Phú. Dường như pha thủ cầu chìm ấy khó chịu lắm. Mọi người học được mấy quả đấy và đánh cầu nhàn hơn nhiều. Bỏ cầu chính xác. Dương. Mẹ máy, tay máy mẹ ơi. Sẽ có sự rượt đuổi điểm số và sẽ có sự cân bằng. Và sau đó đôi nào thắng thì không quan trọng nữa. Cổ vũ cho Nguyễn Giang Minh Phú tuổi được đuổi kim điểm số nào. Vội vàng rồi.
ta tiếp tục với xét đấu thứ 3, trận đấu giữa Hưng Dương và Giang Phú. Tôi thủy một Nam Tử Liêm về sân số 7. Tôi xin nhắc lại. Cầu tốt. Bắt cầu ngang rất hay từ Nguyễn Giang. Một pha phản cầu rất chủ động của Minh Phú nhưng Dương nó thủ tì khó chịu nhờ. Lên lưới rất nhanh. Cầu. Và một cầu rất hay Nguyễn Giang. 11-13. Giang Phú đang rất sốt ruột. Bên này thủ lì quá. Hay quá nhờ. Cầu không qua lưới. Anh Hưng bắt cầu ngang thực sự quá hay luôn. Vẫn trong sân. Tiếp tục. Vâng, trong tình huống như thế mà anh Hưng vẫn vít cầu xuống được. Hay nhờ. Cao rồi. Nhưng Nguyên Giang đã không kịp ép cầu trong tình huống đó. Vẫn còn. Dương cổ tay máy luôn. Rồi, Nguyên Giang đang như kiểu hổ chờ vô mồi vậy. 16, Nguyên Giang giao cầu. Cầu tốt. 17-12, trận đấu thứ 3. 18-12 rồi. Đấu này. Liệu rằng Minh Phú và Nguyễn Giang có đủ bản lĩnh để có thể xoay sở trong một tình huống vô cùng khó khăn như thế này. Chém cầu hay quá. Nhưng đến thời điểm này thì khả năng là Minh Phú và Nguyễn Giang dụng rồi. 20-12 rồi. Và dứt điểm không thể chê vào đâu của Tùng Dương. 21-13. Một chiến thắng quá cách biệt. Xin chia buồn Nguyễn Giang và anh Minh Phú. Tuy rằng đã ra sân dạo cầu rất sớm.